Hi, xin chào mọi người. Như đã giới thiệu từ cái clip trước, hôm nay thì Phương xin giới thiệu đến quý vị bài tập Tabata số 2 cũng như các bài tập khác. Lần trước chúng ta tập 20 giây rồi nghỉ 10 giây nha. Và bây giờ chúng ta cùng tập với nhau nào. Xin mời các bạn cùng đi tập thứ nhất nha. 3 2 1 đi. Nhớ nghỉ thẳng tay cho mọi người ơi. Càng nhanh càng tốt. 3, 2, 1, stop. Chúng ta nghỉ 10 giây. Sau lúc đó chúng ta căng thẳng thở và để vào tập thứ 2. 3, 2, 1, đi. Mọi người nào nếu có thể thì nhón chân lên, nếu mà chưa vững thì chúng ta đứng nguyên bàn chân cũng được. Nếu mà là đứng lên là phải siết con lại, mất lại nha. 3, 2, 1, stop. Chúng ta lại được chỉ 10 giây. Các chủ thở và để vào các cái tiếp. 3, 2, 1, đi. Nhớ thẳng người lên, thẳng người lên. Còn không thẳng người nha, nhớ giữ thẳng người. 3, 2, 1, stop. Đúng lắm. Cái chủ thở thì là đắt cái tiếp cho mọi người. 3, 2, 1, đi. Nhớ chạy thẳng người lên. Nếu làm nhanh không được thì chúng ta làm chậm cũng tốt. 3, 2, 1, stop. Giờ các cái tiếp. 3, 2, 1, đi. Nhớ tiểu trên cao, gần đụng tay là tốt. Đừng đưa mông cao quá nha, nhớ hạ mông thấp xuống. Với đôi môi đã tình, ngại gì không nói. 3, với nhau 2, 1, stop. Với đôi mi mơ màng, còn mong có em trong trái tim mong. 3, 2, 1, đi. Mạnh mơ có em trong đời. Hóa tụi lại. Ba, hai, một, stop. Đúng lên. Cái chủ thở, bây giờ bắt cái tiếp cho mọi người. 3, 2, 1, đi. Nhớ cao cố đụng tay. Cứ càng cái làm tốt. Tốc độ càng nhanh càng tốt nha. Và nếu đã yêu nhau rồi, người hỡi cho nên hướng. 3, 2, 1, stop. Cố lên. Còn một cách nữa thôi. 3, 2, 1, đi. Ba, hai, một, stop. Ta vừa hoàn thành xong bài tập Tabata số 2. Nếu quý vị cảm thấy còn sức khỏe thì chúng ta sẽ tập thêm lần 2, lần 3. Còn nếu các bạn nào cảm thấy cái bài tập này có cường độ động tác chưa đủ mạnh thì các bạn có thể liên lạc với chị Phương qua Facebook. Chúng ta có thể tạo ra những bài tập nặng hơn, phù hợp với các bạn hơn. Và mong rằng mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe khi tập bài những bài tập Tabata này. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn quý vị vào những clip kế tiếp. Một lần nữa xin cảm ơn. Bye bye. Xin chào.